Cảm ơn quý khán giả đã trở lại với phần 2 của chương trình IBC. Và trong phòng Thu Hình thì chúng tôi cũng mời được một nữ doanh nhân khá quen thuộc trong cộng đồng chúng ta chia sẻ về cái nhà hàng mà chị vừa mở ở trong thành phố Gagro, ngay trung tâm của thành phố Gagro. Nhưng mà thưa chị Ngọc Hồ, em phải nói rất là nể chị là không có mấy người khi mà mở tiệm mà đi ngược dòng lịch sử, mà tham khảo là địa điểm như thế nào, lịch sử mấy chục năm về trước là sao. Giỏi hơn chị chứ. Thì đó là... chị mỗi lần chị mở thì mình biết là ở cái điểm đó, chứ đâu có phải go back lại là 1956 cái khu vực đó như thế nào ra làm sao. Đấy đúng. Nhưng mà nó nói lên một cái như thế gì, nó nói lên chị là con người, là cái cung cách chị làm việc là có bài bản, phải làm homework, phải nghiên cứu là như thế nào để mà có thể là tìm thêm cái thị hiếu của người dân. Thì từ cái đó mà khi mà mở nhà hàng thì cái menu nó sẽ đặc sắc hơn, tại vì nó đi sát với người dân hơn, đúng không? Mà đó là cái cung cách mà quảng cáo rất hữu hiệu hơn. Thì bây giờ chị có thể chia sẻ là em biết là cái chị có cái tiệm bán nhân sâm nhiều năm qua lấy tên là S365. Yeah. Nhưng mà tại sao bây giờ nhà hàng cũng lấy tên S365 vậy? 365 nó có cái gì mà gắn bó với chị nhiều thế? Giờ cho Ngọc Hồ kể ha. Kể đi, kể mà trước đó. Trước khi kể á, hai chị em đoán thử nè, chắc 365 là chắc 365 ngày đó. hai chị em đoán, nhưng mà rồi em nhường cái câu trả lời coi chị có đúng hay không. Thì đúng, một năm có 365 ngày, lâu lâu có những cái năm thụt đi vài ngày thì quý vị cũng biết rồi ha, Ngọc Hồ không nói. Nhưng mà thực sự á, khi mà Ngọc Hồ lấy chữ S á, 365, thì thứ nhất á, là Ngọc Hồ nghĩ tới cái chữ gì? Bản đồ của đất nước Việt Nam, đó hay là quá. Hình chữ S. Kế tiếp á, Ngọc Hồ rất yêu Sài Gòn và bắt đầu cũng là chữ S. Hay. Rồi bắt đầu mình bán xăm cũng bắt đầu là chữ S. Hay wow. Luôn. Rồi chữ giống như chữ season là cái mùa đó. Dạ vâng. Là bắt đầu season. Season á thì cũng là chữ S. Chữ S. Và cuối cùng đó là chữ sống. Không còn chữ nữa, cũng bắt đầu chữ S. S. Xâm hợp. Yeah, tại đi ăn phải sum họp gia đình. Yeah. Thành chữ S nữa chứ. Nói chung á, cái chữ S rất là dễ thương. Mình sinh ra trên mảnh đất có mang hình chữ S là đã sống rồi quý vị. Yeah. Đã sống rồi, cho nên Ngọc Hồ rất là hãnh diện. Cho nên khi mà đặt S365 thì cái người đại hàng đó, thì Ngọc Hồ cũng xin chia sẻ với hai em đây là mình là con dâu đại hàng. Wow. Và cái món kim chi sẽ đem vào trong cái thực đơn của nhà hàng đó là món kim chi súp thu bu. Do công ty là Ngọc Hồ là cái người đảm nhiệm cái món súp đó cho quý vị. Wow. Và kim chi được xuất nhập qua đây là từ nguyên liệu và cho đến là bay thẳng qua đây để mà phục vụ cho cái nhà hàng của mình, làm đủ để phục vụ cho nhà hàng. Thì cái món này mình chưa thử. Yeah. Có thử súp kim chi thì có sợ thử rồi. Kim chi nhưng mà súp kim chi chưa thử. Kim chi chưa thử. Phải đến thử. Dạ. thử xem nha. Tại vì á, thực sự á là người Việt Nam của mình cũng mê ăn kim chi lắm. Đúng. Mê ăn kim chi mà kim chi của do người đại hàng làm, nhưng mà bây giờ đặc biệt ở đây là người Việt Nam dâu hàng. Con dâu hàng làm kim chi thực sự á, là tại vì tụi anh thấy nó là như vậy nè. Cái món ăn nào á mà do người Việt Nam của mình rất là khéo, mà khi người Việt Nam của mình rất là chế biến mà có thêm một cái gia vị của gì mà đặc trưng của người Việt Nam, tự nhiên đâu đó là thu hút của người Việt Nam ăn. Hoặc là thí dụ như là giờ chị tụi nhớ rằng là mấy cái những cái món ăn của Mỹ đi, nhưng mà khi mà người Việt Nam của mình đem về đây đó, bắt đầu họ pha chế biến chút, người Việt Nam á là tự nhiên đâu là nó ngon. Đó là như đúng, vậy đúng. Cho nên rằng là nếu mà thuần tí nha, thí dụ như là tụi anh nghe rằng là có nhiều người họ đi qua bên Korean rồi ăn bên đó, hoặc là qua bên thí dụ đi Nhật hay bất cứ ở, hoặc là đồ ăn Mễ cũng vậy nữa, mà ăn mà original không thấy ngon, nhưng mà vào tay của người Việt Nam rồi, nhưng mà vẫn hương vị đó nha, mà vào tay Việt Nam rồi pha chế lại rất là ngon. Dạ. Đồng ý. Có bật mí không? Dạ đúng. Giống như lời của tụi anh vừa nói, bây giờ mình cũng hơi đi xa, kéo lại. S365 là gì? Và Ngọc Hồ bán nhân sâm cũng lấy S365 nhân sâm hoang dã. Đó là cái sự thiên nhiên của Ngọc Hồ yêu thích ha. Rồi bây giờ tại sao nhà hàng cũng lấy S365 veggie? Thì chữ veggie có nghĩa là rau củ, không gì giải thích. Có nghĩa là mình sẽ thiên về rau củ, tất cả trong đó mình không có bán những cái động vật nhúc nhích. Chỉ cần là rau củ thiên nhiên. Yeah. Và cái chữ S365 ở đây á, chữ 3 đó là cơ thể của mình á, lúc nào cũng chia ra 3 phần rõ ràng. Đầu mình, tay chân,
đầu mình và tay chân là ba phần. Và trong ba phần cơ thể của mình không thoát qua khỏi lục phủ ngũ tạng. Số 6 là lục phủ. Ngũ tạng ở đây là trong cơ thể mình, máu, huyết, tim, phải phổi đều phải được nuôi sống. Nhưng nuôi sống bằng cách nào? Quý vị thấy không? Có những cái cây ngoài đất là thiên nhiên, ở ngoài hoang dã mà họ những cái cây đó đựng sống rất là lâu. Cho nên mình muốn đem cái sự thiên nhiên đó, đó là cũng giống như là về mình kinh doanh về sâm, thì đó đã là sâm hoang dã, là sống ngoài rừng rồi, vẫn là từ cái thiên nhiên. Cho nên Ngọc Hồ muốn nghĩ là ô thôi mình lấy ngay cái công tên của công ty mình, ép thêm cái chữ veggie là đủ rồi. Cho nên Ngọc Hồ cũng thấy nó hay cũng quá. Và khi người ngoại quốc á, họ đọc cũng dễ đọc nữa. Espasanam veggie rồi xong á, mà mấy bữa nay là mình mở shop ở bên in á, cũng chia sẻ luôn, vui lắm. Thứ nhất là có nhiều cái sắc tộc ở nơi đó, rất là nhiều sắc tộc đến. Đúng rồi. Cho nên á, khi họ bước vào họ rất là yêu thích cái chỗ, rồi họ nói là thoáng mát, họ khen ngợi rất là nhiều. Mặc dù Ngọc Hồ cũng nói là Ngọc Hồ chỉ gần với thiên nhiên và muốn ăn rau củ nhiều để cho có sức khỏe. Thực sự mà nói về cái kim chi hồi nãy, trở lại cái kim chi, thì cái kim chi á, đúng là khi mà nói đến kim chi là một trong những cái văn hóa đứng thứ hai của đất nước họ. Khi nói đến kim chi là phải nói đến nước Đại Hàn. Và Ngọc Hồ chủ dùng chữ Đại Hàn đây á, là tại vì trước năm 75 thì cái chữ Đại Hàn á, là họ ghi là Thê Hăng Minh Quốc, có nghĩa là Đại Hàn. Và người mình trước năm 75 đều là gọi là chữ Đại Hàn. Sau cái vụ mà phim bộ đó thì họ mới gọi là phim Hàn Quốc. Đó, kêu phim Hàn Quốc chứ trước năm 75 vẫn là kêu Đại Hàn. Cho nên Ngọc Hồ vẫn dùng cái từ Đại Hàn. Đại Hàn ở đây á, là ông xã mình cũng chia sẻ vui lắm, hỏi sao đặt là Đại Hàn vậy. Cái và cái ông nói chứ chị bảo ông thấy ở đây nó tiết nó lạnh vậy đó, ở đây là lạnh nhất rồi, không còn nước nào lạnh ở châu Á, không có nước nào lạnh đó, mà Hàn là Đại Hàn là lạnh lắm đó. Cái này hôm nay mình muốn cái cuộc talk show này nó được vui vẻ hơn. Ngọc Hồ thì hay nói chuyện vui lắm. Cứ thoải mái chị, đẹp xô xô em với Hà không có gì mà không có gì gò bó hết chị. Bao nhiêu chia sẻ từ ruột khí gan ra hết. Giống như là mình biết Thu Hà cũng quá lâu rồi, cho nên á rồi tệ anh có đứa cháu là bạn của con trai của mình đó, cái thứ hai. Một câu chuyện nó rất là dài, nếu mà cứ gọi lên talk show Hoàng Ngọc Hồ có nhiều chuyện để chia sẻ với quý vị. Sẵn sàng. Nhiều lắm luôn. Thực sự mà tại vì một cái bề dày mà sống với cái cộng đồng ở đây thì Ngọc Hồ cũng có nhiều cái cống hiến. Quý vị chắc cũng không quên ông thiền trưởng mà đã cứu 81 người vượt biển đó, thì là Ngọc Hồ là cái người thông dịch tiếng Đại Hàn. Thì Ngọc Hồ cũng là những cái con dâu của người Đại Hàn và am hiểu được cái tiếng Đại Hàn. Và mình đang sống ở đất Hàn và mình đến đây để làm business, cho nên những cái sản phẩm nào của Đại Hàn á thì Ngọc Hồ cũng phải đọc và tìm hiểu rất kỹ và để đưa đến sản phẩm. Và ngày hôm nay Ngọc Hồ rất là hãnh diện là cái sức khỏe của mọi người được tốt hơn và Ngọc Hồ được nhiều người cô chú bác á, gọi đến chia sẻ. Ngọc Hồ nói thiệt á, bác không mua, bác gọi tới bác chia sẻ, bác giới thiệu giùm con là một cái lời hữu hiệu nhất, là cái lời tốt nhất hơn là cái người bán. Nếu mà có những cái người mà kinh doanh mua đi bán lại không tìm hiểu như Ngọc Hồ thì Ngọc Hồ tìm hiểu và nói rất là cặn kẽ như thế nào hồng sâm, hắc sâm, bạch sâm và những cái sâm mà mình ăn uống là phải như thế nào, uống hay nhai hay ngậm đều có hết ở trong đây. Cho nên mỗi một lứa tuổi thì Ngọc Hồ cũng nói là mình nghiên cứu, gọi là có một cái sự học hỏi và nghiên cứu để đưa đến sản phẩm cho quý vị. Nếu quý vị có biết là những cái sản phẩm mà để đến để tham quan thì cứ mời đến showroom của Ngọc Hồ mà tìm cái gì mà liên quan tới cái đồ của đất nước Đại Hàn, những cái đồ mà giống như là dược thảo á, thì mời quý vị gọi cho công ty thì công ty sẽ đáp ứng cho. Thực sự là thưa cái này á, là tụi anh hơi dị lòng một chút xíu là cái vì cái ngày hôm nay á nó có một cái như vậy. Tại vì khi mà tụi anh tiếp xúc với chị Ngọc Hồ đó thì qua những cú phone, cái xong tụi anh cảm giác rằng là ủa tại sao mà có một cái người này, nó một cái tụi anh muốn lan tỏa được cái năng lượng này là tại vì hiện nay giống như chị nói rằng là đó, tất cả đều là thiên nhiên hết. Và tại sao không khuyến khích mọi người nên ăn chay? Tại ăn chay là đầu tiên á, là mình lan tỏa cái lòng từ bi của mình. Mình tha thứ, hồi nãy chị có dùng rồi, ở trong đó là những cái không có nhúc nhích hả chị? Hồi nãy chị nói cái gì đó, cho nên không là có, không có nhúc nhích. Đó là nhúc nhích những động vật không nhúc nhích. Thì cho nên là tụi anh thấy rằng là rất là hay là chị muốn lan tỏa cái lòng từ bi cho tất cả mọi người là tại sao mình nên tránh sát sanh. Sát sanh để mình làm sao để mình cho, tại vì ở đây có chữ S là sự sống, ai cũng cần sự sống. Cho nên những cái con vật đó
mà họ cũng rất là cần cái sự sống. Cho nên rằng là tại sao mình không xếp mạng sống của họ lại. Cho nên đó là lý do rằng là lan tỏa được cái sự ăn chay. Cho nên tụi anh nói rằng là không, tụi anh phải mời chị lên đây để cùng nhau chị em mình cùng lan tỏa lên là khuyến khích mọi người nên ăn chay rau củ quả. Cũng mình vẫn tồn tại, vẫn sống. Tại vì á, quý vị à, mình ăn chay nó mình cũng có sức khỏe và sống còn lâu hơn nữa, đúng không ạ? Cho nên đó là lý do rằng là tụi anh thấy rằng là đó là lý do rằng là ngày hôm nay tụi anh muốn mời chị lên đây để muốn lan tỏa được cái sự mà thương yêu, cái sự mà xếp mạng sống nữa chị, chứ S cũng có nhiều lắm á chị, xếp lại mạng sống, dành lại cái thời gian cho mình. Dạ vâng, đó là lý do rằng là đó là cái ngày hôm nay nói chuyện tụi anh cảm thấy rằng là nó touching lắm. Nó touching ở đây là mình muốn lan tỏa một cái năng lượng tích cực cho tất cả mọi người. Ngọc Hồ á, lúc nào cũng luôn luôn á muốn bày tỏ cái năng lượng này của Ngọc Hồ, nhất là Ngọc Hồ luôn. Ngọc Hồ cũng chia sẻ luôn, có nhiều cái á, nhiều khi á cái giọng nói của Ngọc Hồ chẳng hạn, hỏi sao cái giọng của chị high five quá vậy, lớn vậy. Chắc là nhiều khi cái năng lượng của mình thôi, chứ thật sự á là mình nói cái giọng thì nó hơi khỏe chút thôi, tại vì nhiều cái lý do để làm cho mình khỏe. Thực ra mình làm việc rất là nhiều mà mình rất là vui, có nghĩa lúc nào cũng năng động hết á. Nếu mà quý vị thấy mà Ngọc Hồ xuất hiện trong một cái nơi nào thì cũng là năng động không thua kém gì thôi. Hay có thể hơn nữa đó, tại vì chỉ ngoài là nhà kinh doanh, chỉ còn là những nhà thảo tâm nữa. Là mạnh thường quân cho rất nhiều sinh hoạt cộng đồng. Rất nhiều. Ở đây thì thực sự là mình hết giờ rồi, nhưng mà đúng mình rồi. Sẽ mời chị Ngọc Hồ quay lại một chương trình khác và nói về những cái mà thiện nguyện của chị, những cái công việc của chị đang làm, đã và đang làm, rồi lan tỏa như thế nào chị đúng ha. Rồi. Chắc là thôi vậy cho chị xí phan đi. Rồi. Tại vì thời gian và thời lượng cũng hết mà, quý vị nãy giờ ngồi lắng nghe Ngọc Hồ nói không biết có nhảm không. Trước tiên nếu có nhảm thì xin lỗi chứ. Và nói cho quý vị nghe chuyện này vui hơn nữa nè. Quý vị biết sao không? Nếu như á mà cứ mời vô mà để kể là những cái chuyện xưa đó, mà những cái gì mà thành tích của mình á, thì Ngọc Hồ thật ra không kể đâu. Giống như nhưng mà Ngọc Hồ sẽ làm những cái gì sắp tới để cho quý vị thấy thì nó tốt hơn. Tại vì á, ít có khi nào mình phải đi ngược dòng thời gian để coi là cái gì mình làm, mà mình phải đi trước con đường của mình đó là như thế nào, và giờ cũng như là muốn truyền cái năng lượng này. Chứ còn nếu mà kêu Ngọc Hồ kể lại những cái chuyện mà thành tích của mình á, thấy xấu hổ lắm. Nhưng Ngọc Hồ cố gắng, giống như là cái thiết thực nhất là Ngọc Hồ mở được cái nhà hàng chay này với một cái tâm nguyện rất là bình thường, giúp cho, giống như tại anh vừa cũng nói là giúp cho những động vật được sống thêm, và Ngọc Hồ cũng muốn gần gũi với thiên nhiên. Và trong cái khu vực mà Ngọc Hồ mở thì có nhiều người hỏi sao không mở với khu dưới này mà chị chọn trên đây, rồi có khách không chị? Nói dạ, Ngọc Hồ muốn chọn đến đây á, là cái nơi mà đầu tiên của Orange County, giống như Ngọc Hồ nãy nói, và có một cái bề dày lịch sử. Và Ngọc Hồ nói là ở đây có nhiều sắc tộc, và cái nhà hàng của mình từ bữa giờ rất là nhiều sắc tộc vô. Đúng rồi. Ăn đồ chay xong rồi á, gần đây cách đây 2 ngày có một cái vị linh mục ở Oregon tới và nói là rất thích ăn cái món phở chay ở đây, rất là thuần túy, rất là ngon và rất là dễ chịu. Ngọc Hồ không phải nói là khi mình bán đồ chay, không phải là Ngọc Hồ mở rộng ra tất cả với mọi người để ăn veggie, chứ không phải là Ngọc Hồ thiên về ăn chay là phải là Phật hay là chia ra những cái tôn giáo mà phân biệt. Đúng rồi, mà Ngọc Hồ không muốn cái sự phân biệt đó, mà Ngọc Hồ muốn hòa mình cho sự sống, hòa mình cho cái công giáo. Nhưng mà Ngọc Hồ vẫn nói Ngọc Hồ là con được quy y từ lúc 6 tuổi và vẫn là con nhà Phật giáo Phật tử. Thuần. Dạ vâng. Dạ thì hay quá. Thật sự là bây giờ đó là cạn lời rồi đó. Khi mà chị chia sẻ ra, chị nói là chị không có muốn go back lại quá khứ, mà chị muốn là làm gì cho tới. Thì một lứa tụi anh và Thu Hà sẽ trân trọng kính mời quý khán giả, nếu mà quý vị nào đang xem chương trình thì hãy đến ngay nhà hàng S365 nằm ở trong trên đường Chapman. Đúng mà rồi. Ngay Brookhurst thì có một cái, quý vị không xa lạ gì, có một cái rạp chiếu phim thì nằm sát bên cạnh rạp chiếu phim, đúng không ạ? Dạ vâng, thì hình như rằng là sẽ có, nếu mà quý vị có nghe chương trình nữa là que tôi nghe quý vị đang nói trên chương trình này, thì tới đó sẽ có những cái đặc biệt đó, thì cứ hỏi bà chủ thì bà chủ sẽ cho những cái gì đó, chẳng là kim chi nè đó,
thấy không? Tụi anh xin thêm cho khán giả. Nhưng mà cảm ơn tụi anh. Nhưng mà thật sự là để thôi Ngọc Hồ á, cũng có một cái lời trân quý nhất để mà kính mời quý vị khán giả cũng như những vị mà mới biết quen làm quen với thức ăn chay và những người đã thuần chay thì Ngọc Hồ mời hết tất cả. Cho nên Ngọc Hồ chỉ biết là hai chữ kính mời. Và sau này nếu có dịp được tụi anh và Thu Hà thương cho lên nữa thì Ngọc Hồ sẽ chia sẻ nhiều cái câu chuyện rất là vui. Và qua lâu lâu mình sẽ xen vào những cái chuyện mà cũ giống như là nhắc lại cho quý vị nhớ. Thì mong là hôm nay quý vị coi cái show này, quý vị sẽ có nhiều năng lượng nè, vui nè, và nghĩ đến người thân của mình và được hòa mình trong ấm áp trong cái sự tình thương dễ thương. Dạ vâng, mời Thu Hà gửi lời chào. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị kỳ phát hình kỳ tới.